Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chuỗi video về cuộc sống. Cái thời đại ngày nay á, cái gì nó cũng có thể lôi ra lừa đảo được. Cả hình ảnh trẻ con, người bệnh, người khuyết tật, người gì nó cũng lôi ra. Ví dụ như ngày hôm bữa cái câu chuyện mà có bạn hỏi tôi là cái bạn nữ mà lấy mượn tiền cầm chứng minh nhân dân á để chữa bệnh. Thật sự chứ tôi không nghĩ rằng là nó lấy luôn cả hình ảnh một đứa bé bị bệnh để ra nó lừa đảo. Thì sau đó rằng nhiều người mới báo tôi biết là bài này họ thấy ở khắp nơi, suốt khắp cả nước nó đăng với một cái nội dung như vậy. Đó. Rồi. Thì cứ là cầm chứng minh nhân dân lấy 600 ngàn bởi vì bé bị hành sốt. Thì sau đó cái nick trên mạng nó đây V2. Đó. Thì ngày hôm bữa cái tôi sực nhớ ra là kêu 10 tay lãnh lương. Thì chính vì vậy mà 12 tay tôi hỏi em có lương chưa, nó chặn tôi trên Facebook luôn. Thì sau đó rằng là tôi mới đăng một cái bài cảnh báo ở trên mạng. Thì rất nhiều người cũng đã bị mắc. Họ đều là đây là những cái tin chuyển tiền mà tôi thu thập được. Họ chuyển tiền để giúp đỡ. Có người chuyển giống tôi là cả 600 ngàn, có người 50, có người 200. Thậm chí có một nạn nhân nhắn tin cho tôi. Và chính tôi là bị lừa nè. Thì tất cả đều là chung một cái tài khoản Trương Triệu Vi. Đó. Thì đây là cái mã bên tài khoản quân đội MB. Mã là 100873449158 Trương Triệu Vi. Không biết lần này có phải giả nam Trương Triệu Vĩ không. Đó. Thì nó cũng có khả năng là nó lấy một cái nick giả, một cái tài khoản Facebook giả, rồi cũng một cái người nào đó nó chôm hình ảnh nó bỏ vào. Cho nên rất khó để mà biết được là cái nhân vật này có phải đúng hay không. Nhiều khi rằng là nó lấy hình ảnh rồi người ta bị chửi oan. Đây, tôi nhích trên Facebook nó vậy. V2 mẹ đơn thân. Và bây giờ tôi mới phát hiện ra nó có rất nhiều nick giống như vậy. Nick thì Vi Trương rồi Heo BB rồi gì đó nhiều lắm, nhưng mà nội dung thì vẫn y chang nhau. Thì chính vì vậy mà hiện giờ tôi đã lên cái bài post để cảnh báo. Và trước giờ một số người mà bị lừa nhỏ lẻ đa phần là những người mà không có ảnh hưởng đến mạng xã hội. Cho nên rằng là có người cũng viết một cái bài trên trang cá nhân nhưng mà chẳng có mấy ai chú ý. Và chính vì vậy mà nó đã lộng hành như thế này cũng khoảng là từ dịch tới giờ. Thì như là tôi truy lùng ở trên Facebook thì là nó đăng bài lừa người ta là từ 2020, 21, 22, tức là cũng được 2-3 năm. Đó, thì chắc cũng kiếm được cũng vàng vài triệu thôi chứ không nhiều. Tại bây giờ người tin nó cũng không bật bao nhiêu đâu. Thì các bạn thấy có người ở trong cái bài post nói tại sao những người mà đáng giúp không giúp nha. Nói thẳng, cái gì mà các bạn thấy xung quanh mình thì các bạn giúp. Chứ còn bây giờ đã cũng đã từng có những việc như nó lấy hình ảnh của một cái người mà bị bệnh ung thư gì đó ghẻ lở, sau đó nó đưa làm một cái bài quyên góp rồi nó lấy số tài khoản của nó, chứ thật ra không phải là tài khoản của người cần giúp. Đó, rất rất là nhiều người bị lừa như vậy rồi. Cho nên đối với bản thân tôi thì ở thời điểm đó tôi cũng có chủ quan là tôi không có tìm hiểu để coi rằng là cái nick này nó có lừa đảo hay chưa. Mà tôi chỉ có kiểm tra rằng là cái nick này nó mới tạo hay là lâu. Thì thấy rằng là năm 2018. Đó. Cũng có một vài cái tương tác. Mình hơi chủ quan. Cho nên khi mà nó xin thêm 300 ngàn để mua tã sữa, tôi đâu có chuyển. Đó, tôi chuyển đủ cái số tiền nó cần, không chuyển thêm. Và chính vì vậy mà hiện giờ tôi cũng đang nhờ
là một phụ huynh làm quản lý ở bên MB, là giúp tôi tìm hiểu cái số tài khoản của Trương Triệu Vi này. Tại vì chắc chắn khi nó mở tài khoản bên MB là phải có đăng ký căn cước công dân. Tôi chỉ cần là cái lý lịch thật ngoài đời. Nếu mà ở gần khu vực thì tôi sẽ qua tận nơi, kết hợp với lại là công an địa phương, qua tận nơi bắt. Tại vì mình đã có đủ bằng chứng, có những cái tài khoản và có những nạn nhân tôi đã liên hệ, mình đủ bằng chứng rồi là mình ra mình mời công an vào bắt. Nhưng mà hiện giờ thì phụ huynh này có vẻ là do là chắc là đang bận bịu, hiện giờ vẫn chưa coi cái tin nhắn tôi gửi. Thì nếu như bạn nào mà làm việc bên ngân hàng quân đội MB Bank có thể tra giùm tôi cái số tài khoản này nha. Đó thì mong là các bạn tìm hiểu tôi đây. Số tài khoản 100873449158. Rồi. Số tiền không đáng nhưng mà nó lấy cái lòng thương hại. Nó biến những người mà đang muốn làm chuyện tốt ha trở thành những con bò. Rồi gần đây các bạn cũng thấy rằng là một cái tài khoản, một anh chàng xông vào một công ty đa cấp quay phim bởi vì tụi nó lừa em gái anh ta. Sau đó anh ta báo công an tới, cả đám chạy như vịt. Thế thì đa phần cái bọn này nó lừa đảo là nó đánh vào cái sự tử tế đó. Thế nhưng mà cái vụ bảo hiểm mà mấy bữa nay lùm xùm nè, tôi nói thật ra một điều, bảo hiểm mà người của công ty nha, nhân viên tư vấn của công ty mà lừa được mình thì chỉ có một điều duy nhất, đó là mình không coi hợp đồng. Thì những cái người mà hiện giờ như Ngọc Lan lên mạng khóc lóc là bởi vì cô ta chỉ đọc cái trang đầu tiên. Rồi sau đó tôi thấy một số tài khoản trên TikTok vậy, trời ơi tao đã bị lừa rồi, cũng đọc cái trang đầu tiên giống như vậy. Thì ở đây tôi cũng cho các bạn coi cái hợp đồng mà tôi mua ở bên Manulife. Rồi. Ở đây cái trang đầu tiên đâu? Đây lấy cái hợp đồng để chờ xíu tôi kiếm đây. Cái hợp đồng này tôi mua cho đứa con gái năm 2021 và nó cũng ghi là ngày đáo hạn hợp đồng là 9 tháng 4 năm 2098. Thì thật sự ra cái đó là cái ngày mà hoàn toàn là hợp đồng không thể đóng tiếp, coi như là hết hiệu lực. Thế thì thời điểm nào mà chúng ta có thể rằng là rút tiền được? Thì ở trong đây mấy trang sau nó có ghi rõ cái thời điểm chúng ta rút tiền. Thì các loại phí mà phải trừ khi mà cái người tham gia bảo hiểm, phí duy trì hợp đồng vân vân, ở đây nó liệt kê rất rõ khoản phí là bao nhiêu, chiếm bao nhiêu phần trăm của cái hợp đồng, hoặc là mấy chục ngàn nó đều ghi rõ. Thì mấy trang sau ghi rất là dài nhưng mà thật sự ra rất chi tiết. Còn cái ngày mà các bạn mà có thể rằng là rút tiền mà đây. Ví dụ đây ha. Phí rút giá trị tài khoản. Thì năm thứ nhất không cho phép rút tiền. Năm thứ hai và ba các bạn rút ra mất 20%. Thứ tư thứ năm là mất 10, chỉ nhận được có 18%, mất 18%. Còn tới năm thứ 9 với 10 trở đi là 0%. Có nghĩa rằng là nếu như các bạn mà rút tiền thì tới năm thứ 10. Tới năm thứ 10 là các bạn không mất một cái khoản phí nào nữa. Đó.
Và lúc này họ sẽ trừ những cái phí mà các bạn đã đóng trong suốt mấy chục năm ra, phí duy trì tài khoản vân vân. Đó. Thì mấy trang sau nữa cũng có một cái bảng để cho các bạn hình dung rằng số tiền của bạn sau bao nhiêu năm đó nó sẽ ra được bao nhiêu. Ví dụ như rằng là nhìn vào cái bảng thì tôi sẽ thấy rằng là cái lãi sinh ra ở năm thứ 10 không đáng kể. Từ 15 năm trở đi thì gọi là chấp nhận được. Còn gọi là tăng mạnh là từ 20 năm trở đi mới tăng mạnh. Đó, người ta cho mình một cái biểu phí rõ ràng. Đó, để mình theo dõi. Thì nó không đọc tới đó đâu. Nhưng cái quan trọng của người tham gia bảo hiểm là gì? Trong cái quá trình mà các bạn tham gia bảo hiểm, các bạn được bảo hiểm cả về sức khỏe. Thí dụ như ở đây rằng là cái hợp đồng của con gái tôi, chỉ cần là bé nằm viện điều trị là bảo hiểm sẽ chi trả hết. Và những căn bệnh mà ghi, thí dụ điều trị ngoại trú, nội trú vân vân, rồi những cái bệnh nào sẽ được là hoàn tiền, và cái mức chi bảo hiểm bao nhiêu nó cũng ghi rất rõ đối với từng bệnh. Vậy thì mình chịu khó mình đọc hợp đồng đi, mình đỡ phải ngồi bù lu bù loa lên mạng. Đó. Còn mình đã không biết thì chớ, mà mình cũng không còn ngồi nghe tư vấn cho kỹ. Cái hợp đồng này tôi ngồi phải 2 tiếng đồng hồ để nghe giải thích. Và bên cạnh đó là tôi đưa ra cái yêu cầu. Tôi mua cho bé, nhưng mà tôi muốn rằng là để dành cho nó để đi du học. Thì lúc này là họ sẽ tư vấn qua cái gói bảo vệ sức khỏe là phụ, đầu tư ha, để mà tích trữ là chính. Vậy thì khi nêu ra cái yêu cầu, họ sẽ soạn thảo cho mình một cái kế hoạch, một cái gói phù hợp, chứ không nhất thiết là phải lấy một cái gói đang có sẵn. Đó, mà họ thiết kế một cái gói phù hợp với cái nhu cầu của mình, với các điều khoản mà mình đã nêu ra. Hai bên thống nhất rồi hẳn ký hợp đồng. Đó. Thì chính vì vậy mà nhiều người bây giờ mù chữ. Đó. Nói chân trí thấp thì tự ái. Rồi lên mạng nhao nhao theo. Có kẻ chưa bao giờ coi qua một cái hợp đồng bảo hiểm cũng bù lu bù loa nhảy vào múa minh họa. Rồi cả đống đứa cũng giống như là Lan Ngọc Ngọc Lan vậy đó. Ngồi coi trang đầu xong cũng tung, ngay lập tức là tung lên tao đã bị lừa. Tôi nói thật chứ đây là cái hình ảnh. Hai tỷ phú ngồi bắt tay với nhau. Các bạn nhận ra hình ảnh không? Một bên là ông tỷ phú Nhật Bản, cái tên ông là gì tôi quên rồi, nhưng người sáng lập ra SoftBank. Ông này rất giỏi. À, rất giỏi, là người đầu tiên là đóng vai trò một công ty trung gian để mà phân phối thiết bị điện tử ở hai miền là Nam Bắc. Đó, Nam Bắc hay Đông Tây gì đó. Rồi chính vì vậy mà thời điểm ông gặp Jack Ma, lúc này Jack Ma vẫn còn chưa có một cái gì. À, cái thời điểm mà tôi nói các bạn là 3 năm đầu tiên là không có một đồng lãi. Đó. Thì lúc đó ông này mua 20 triệu cổ phiếu của Jack Ma từ lúc ông ta chưa có một sản phẩm gì ra hồn. Ông ta chỉ nói một câu: tôi đầu tư vào người này bởi vì ông ta có một đôi mắt sáng. Có nghĩa rằng là khả năng nhìn người của những người lãnh đạo. Họ biết rằng họ tin ai. Họ biết rằng người nào là người giỏi. Họ biết rằng người nào họ nên bắt tay. Đó. Cho nên tôi rất thích cái tấm hình này. Thế thì khi mà có những bạn hỏi tôi là bây giờ chẳng hạn như tại sao mà tôi lên án một số cái ngành nghề như là cái ngành nghề cò đất, tôi nói các bạn vậy. Cái ngành nghề nào mà nó lao động bằng trí óc, tức là nó có sự sáng tạo trong đó, có sự đầu tư vào trong đó, ok tôi không nói. Chẳng hạn tôi hỏi một câu thôi: ai trong các bạn làm kinh doanh không đi giàu, không đi nhậu mà vẫn làm giàu được? Ủa, cứ nhất thiết rằng là mình phải rủ nhau đi nhậu, cứ nhất thiết là mình phải ra nhà hàng mình ăn uống, rồi thậm chí mình đi karaoke bia ôm.
Đó. Vậy thì đi đêm với lại cán bộ, đi đêm với lại là thuế, đi đêm với lại hải quan, đi đêm với lại là đối tác cung ứng vân vân. Những loại đó có làm ăn đàng hoàng được không? Theo các bạn có phải làm ăn đàng hoàng không? Vậy thì cho tôi biết luôn, ai không đi nhậu mà vẫn làm giàu được? Đó. Câu chuyện kể có thật nè. Con em vợ tôi thì chồng của nó, ông anh rể của chồng nó là một trong những dân mà thầu cá độ lớn nhất ở tỉnh Bình Dương. Đeo cái nhẫn kim cương cả tỷ bạc. Nhưng mà bên trong nợ ngân hàng mười mấy tỷ. Đẻ ra hai đứa con. Đứa con trai đầu thì bị BD. Đứa con gái thì xấu quắc mà còn khó tính nữa. Đó. Mà do rằng là làm ăn phi pháp cho nên quen biết rất lớn với lại là công an ở dưới Bình Dương. Gần như rằng là muốn bắt ổng là công an đã xi nhan trước. Đó, đánh bài mà công an gọi điện báo là chúng tôi sắp đến kiểm tra để mà ổng biết ổng trốn trước. Đến nỗi như vậy. Nha. Thì tiền là một mặt, nhưng các bạn có biết rằng là ở bên trong nó như thế nào? Các bạn có biết rằng là nhà cửa con cái nó như thế nào? Ừ. Đây là chuyện có thật nha, chứ không phải là chuyện hư cấu tôi kể cho nghe. Đó. Thì các bạn nhìn đi, những cái đứa mà làm ăn mà tối ngày đi đêm á, các bạn nhìn coi là con cái của nó có thông minh, có giỏi giang không, có khỏe mạnh không, có xinh xắn không. Vậy thì khi mà tôi nhìn những đứa con của mình, tôi mới nói với vợ, cái tôi sợ nhất không phải là bản thân của mình trả nghiệp, mà cái tôi sợ nhất là cái nghiệp của mình để cho tới cái đời của con cái nó trả. Tôi sợ lắm. Và đó lý do mà tôi luôn dặn hai vợ chồng chúng ta lấy công làm lời. Đó. Nói thẳng ra nếu mà ai mà ra ngoài nghỉ hỏi tôi làm trung tâm chắc tưởng tôi làm nhỏ không? Trung tâm mà đầu tư mà tới 7 8 tỷ bạc thì đâu phải rằng là nhỏ. Đó. Làm chủ một cái phòng tập gym đâu phải là nhỏ. Vậy thì tại sao tôi lại thôi thu một cái mức phí mà thấp? Bởi vì tôi nói với vợ, thu phí cao. Nghĩ tới cái cảnh mà mỗi tháng người ta phải kiếm tiền người ta đóng cho mình. Nha. Cho nên rằng là tôi không dám nâng. Đó, thậm chí có lớp phân cho giáo viên dạy trả thù lao. Nói thiệt chứ có lớp là chỉ lời có mấy trăm ngàn, trả công cho giáo viên mà còn có mấy trăm ngàn. Cho nên phần lớn các lớp là phải đích thân tôi dạy để lấy công làm lời. Đó. Nghĩ nhiều khi mình buồn. Có lúc tôi nói với vợ, mình kiếm từng đồng, mình làm việc suốt từ thứ hai tới chủ nhật, từ sáng tới tối mà mình còn thua mình còn thua một đứa con gái kiếm một tháng cả trăm triệu, một công việc rất nhẹ nhàng đó. Cho nên kiếm tiền nhiều hay ít nó không quan trọng, mà các bạn kiếm nó kiểu gì. Chính vì vậy mà bây giờ mà thằng nào mà ngồi mở mồm ra nói với tôi bán đất giàu lắm đó, rồi lời tiền tỷ này tỷ nọ, rồi có bao nhiêu lô đất, tôi nói mày im im cái mồm đi và mày cút khỏi cái trang này, mày đừng bao giờ mày nói chuyện tao luôn ha, mày về với cái thế giới đó của cái bọn mà thương buôn tụi mày mà chơi với nhau, tao không phải nằm trong cái giới đó, cho nên tao nghe tao rất khó chịu. Mà tao không phải nằm trong cái giới đó bởi vì không phải mình không làm được, mà bởi vì mình không muốn làm. Vậy thì đừng có mở mồm ra nói chuyện đạo đức. Rồi sau đó là tối ngày chỉ có một cái chữ tiền mà nói chuyện với nhau.
cút ra chỗ khác mà chơi. Đó, còn làm ăn đàng hoàng, bồi dưỡng cái tri thức, học hành. À, có tầm nhìn, ok, ngồi đây nói chuyện. Giống như hai hình ảnh hai ông tỷ phú ngồi bắt tay nhau. Hai người tài năng ngồi bắt tay nhau. Rồi sau này là cùng nhau phát triển. Thì lúc này rằng là cái mối quan hệ này nó mới có giá trị. Chúng ta đều chưa là gì, chúng ta đều chưa nổi tiếng, chưa giàu có. Nhưng chúng ta đều là những người có chí lớn và lý tưởng. Cho nên tôi thích cái câu rằng là người có lý tưởng ắt có kỳ tích. Tôi đọc trong một câu chuyện. Đó. Một cái người mà lúc này là đang rơi vào một trận chiến sinh tử. Đang nằm ở cái cửa thua. Nhưng nhớ cái lời mà cái người tiền bối dạy mình. Người có lý tưởng ắt có kỳ tích. Cứ thế mà lẩm bẩm trong miệng và tăng sức mạnh để chiến đấu. Kẻ xấu nó không tin vào cái chính nghĩa, nó không tin vào cái nghĩa khí. Nhưng mà người tốt, người ta sẽ tin vào cái nghĩa khí. Thì người ta sẽ tin vào cái chữ lý tưởng. Vậy thì hai người có lý tưởng ngồi nói chuyện với nhau, nó sẽ là một hình ảnh đẹp để đời. Hình ảnh Jack Ma và ông tỷ phú người Nhật này chụp với nhau mấy chục năm sau, thế hệ sau sẽ nhìn vào ngưỡng mộ. Hai thằng cò đất ngồi nói chuyện với nhau, sau đó đi nhậu say xỉn từ tối hôm sau tới sáng hôm trước, tối hôm trước tới sáng hôm sau. Hình ảnh nó đẹp chỗ nào? Có tiền rồi bỏ ra rồi làm, nhưng mà lại không có là châu chuốt cho cái lĩnh vực của mình. Gần chỗ tôi có cái phòng tập, người mở là rất có tiền, gọi như là có tiền nổi tiếng của khu. Nhưng nó mở cái phòng tập ra xong rồi nó bỏ đó, máy hư không sửa, tối ngày đi ăn đi chơi đi nhậu với công an với cán bộ, giàu nứt vách. Còn nó làm sao nó giàu thì tôi không biết. Đó, chính vì vậy mà nó bỏ đó. Rồi bây giờ xuống cấp, thậm chí có người rằng là muốn vô tập khỏi đóng tiền cũng được. Đó. Và khi mà tôi nhìn cái cách bố trí của cái phòng, tôi biết cái này không phải là người ở trong cái giới thể hình. Tại vì giống như tôi là tôi phải đi chọn lựa máy. Và tôi biết cái máy nào ngồi nó thoải mái. Đó. Thì lúc này là mình thấy rằng là cái cách mà ngay cả mình hướng dẫn, mình bài trí, người ta nhìn vô người ta biết mỗi cái người mà chủ nó có một cái phong cách riêng. À, đó. Thì chính vì vậy mà nhìn vô một cái phòng tập là mình biết ngay là đây là cái người chủ có tay nghề hay là không. Hay là chỉ bỏ tiền ra rồi kêu người khác về đó thiết kế cho mình. Ở quán cà phê cũng vậy. Có người rằng là trang trí từng ly từng tí, từng cái góc cạnh tỉ mỉ. Còn có người thuê người về thiết kế rồi bày sắp đặt hết mọi thứ cho tôi. Rồi tôi mở ra tôi bán. Nó khác nhau chứ. Đó. Cho nên rằng là mánh mung kiếm tiền, xong rồi kiếm tiền, rồi bắt đầu là mở cái này cái nọ ra kinh doanh. Nhưng mà rõ ràng là những bọn này nó có tiền không? Có. Nhưng mà nó có đầu óc không? Nó có cái chất riêng của nó không? Đó. Thì nếu như nó không có cái chất riêng, nó lấy cái gì nó dạy cho con cái nó? Nó không có trải nghiệm, nó lấy gì nó dạy cho con cái nó? Nó tối ngày nó đi đêm với lại cán bộ, tối ngày nó đi hối lộ, nó đút lót chỗ này chỗ nọ. Rồi nó làm ăn làm chui chỗ này, làm đắp chỗ kia. Rồi buôn lậu đầu này, buôn lậu đầu nọ. Thì nó dạy cho con nó là dạy cái mánh mung, chứ nó không phải dạy cái kiến thức. Thì cho dù rằng nó đem con nó cho học trường quốc tế, cho học là trường này trường nọ, tôi dám bảo đảm dở ẹc hết. Tại vì tôi gặp nhiều rồi, dở ẹc hết. Đó. Cho nên có bạn rằng tới bây giờ làm gì, đổ lỗi là giáo dục ở môi trường, giáo dục ở trường, ở lớp. Tôi nói xin lỗi chứ,
cha mẹ là ảnh hưởng chính đến nhân cách của con cái mình. Cái cách mà cha mẹ sống, cách mà cha mẹ làm việc kiếm tiền là ảnh hưởng chính đến con cái mình. Chứ không ai mà giáo dục được nó cả. Thì tôi nói rằng là một đứa bé mà lớn lên với lại một cái đống cha mẹ thối nát, thậm chí bây giờ tôi nói tôi ghét nhất là những cái thứ mà mở mồm ra ha, nói chuyện đạo đức. Các bạn tin rằng điều là có đứa tôi tiếp xúc nói chuyện thí dụ như ghét người này ghét người kia nó, nhưng nó khác gì không? Thì nhiều khi á, bản thân tôi bây giờ các bạn nhìn tôi nói chuyện đôi khi ngang ngược. Giống như hôm bữa ở bên phòng tập tôi có quy định khách vào phải mặc áo. Hai thằng giang hồ có tiếng ở cái khu vực cởi trần, nhân viên tôi nó biết luôn mà, từng đâm người đi tù, cho nên nhân viên tôi nó biết, nó cũng dân địa phương nó biết. Thế là nó nói anh ơi nhắc mặc áo vô, làm cái mặt cô hồn tụi nó sợ. Nhắc hai ngày, thế là tới khi mà báo tôi biết, tụi mới nghe xong tôi rất khó chịu. Nó mình có quy định mà, nếu người ta không làm theo trả lại tiền. Nhưng để tôi lên nhắc đã, tôi lên thấy quả thật đang cởi trần. Tôi mới nói anh ơi, lịch sự anh ơi, ở đây có quy định không cởi trần, tại sao? Tại vì khách nữ người ta lên người ta tập mà người ta thấy mấy anh cởi trần nhiều người ta ngại lắm. Thậm chí có người á, họ lên họ thấy cởi trần cái họ đi xuống luôn, họ nghỉ tập luôn, họ đi xuống luôn. Thế là một ông mới nói trời xin lỗi nha, trời mặc áo tay dài nóng quá, thôi cho bữa nay nữa đi. Thế là tôi mới nói à, mấy anh nhận quà chưa, nhận khuyến mãi chưa? Rồi tôi nói nhân viên xuống lấy hai cái áo thùng lên đây tặng cho khách. Đó, thế là nhỏ nhân viên dậy xuống dưới nó lấy lên. Tôi nói mấy anh mặc vô đi. À, áo để tập form rất là đẹp, mặc vô à, rất là đẹp. Thế là hai ông đầu mặc thử coi. Đó thấy không, mặc vô tôi nói chột dáng. Lên cái áo này đang mua đen bây giờ. Thật ra là hết khuyến mãi từ tháng trước rồi, nhưng mà nghĩ rằng là hai anh quen, thôi tặng hai anh. Thế là hai ông mặc áo vô, hôm sau tôi cũng không nghe tụi nó nói là cởi trần nữa. Tại vì cởi trần là trả tiền lại, tôi dặn rồi, trả tiền lại, chúng ta không cần khách này. Và chúng ta là dân làm ăn đàng hoàng, chúng ta không có việc gì phải sợ. Giang hồ giữ nhất khu. Thì tôi nói rằng tôi nói chuyện đàng hoàng, tôi chẳng làm gì anh cả. Bây giờ tôi trả lại tiền, anh cho người tới phá. Anh cho người nè, thí dụ đâm tôi đi. Tại tính tôi mà đơn giản lắm, anh không muốn chuyện nhỏ, anh muốn xé thì tôi xé cho bự luôn. Anh muốn lớn cỡ nào tôi xé với anh cỡ đó. Anh nghĩ rằng là anh giữ dằn, anh có bao nhiêu tiền anh lấp liếm anh che thôi. Tới lúc tôi nổi điên là xin lỗi, với nguyên một cái tỉnh đó cũng chẳng bao giờ che nổi cho anh. Tại vì tôi đã chơi là tôi cho chơi banh luôn cả cái tỉnh. Mình đâu buông tha dễ dàng gì được. Cho nên rằng là mình làm ăn đàng hoàng, mình không có gì phải sợ. Cán bộ phòng cháy chữa cháy qua hỏi tôi, anh biết nhậu không? Nói dạ không, cà phê được anh. Nói rồi về được, thôi nào cà phê. Đơn giản. Không lẽ bây giờ nếu mình nói biết nhậu, có nghĩa là mấy ông đi nhậu, mấy ông kêu mình ra. Đó. Mà mình đã không muốn những cái rắc rối thì tốt nhất mấy anh gắn thiết bị, mấy anh làm gì đó, mấy anh kiểm tra. Có phí, mấy anh cứ đưa, tôi trả. Đó. Đàng hoàng. Đó, rõ ràng. Còn tôi chỉ có gói quà ở nhà. Tôi nói cây gà nhà lá vườn. Bà chị tôi bả làm mấy cái đặc sản nè, biếu mấy anh. Đó, cây nhà lá vườn. Hay là chẳng hạn như chút tiền cà phê cũng được, không sao. Chứ tôi không gọi đó là đi đêm.
Không phải rằng là tôi làm sai rồi sau đó tôi chung tiền cho mấy anh để mấy anh là lấp liếm cho tôi, không cần. Đó. Mà ông cứ nói đi, tôi cần trang bị cái gì? Cái nào cần thiết, an toàn, mấy anh cứ nói. Tại chắc chắn rằng là tôi cũng phải làm. Để đảm bảo, tôi cũng yên tâm mà. Chứ đâu thể nào mà bình chữa cháy của tôi hết. Rồi sau đó rằng là ha, để đỡ mất công mà đi bơm, thôi tôi chung cho mấy ít tiền đi, rồi nó hết ga cũng được. Rồi tới lúc cháy rồi lấy đâu ra xịt. Cho nên nếu mà nó nói tôi bình này nó yếu hơn ha ga rồi nè, ok mấy anh ha, mấy anh nhận bơm, cảm ơn. Mấy anh có cái công ty nào liên kết, đơn vị nào liên kết ha, nhờ người ta xuống đây bơm giùm. Vậy thì anh làm cho thiết bị nó tốt, cái đó tôi phải cảm ơn chứ. À, mấy anh xuống kiểm tra, mấy anh nói đàng hoàng, mấy anh tốt, tử tế. Đó, mấy anh chu đáo tôi, thì tôi có chút tấm lòng gửi mấy anh. Chứ cái đó không phải hối lộ gì hết. À, đó. Vậy thì cái cách tôi làm ăn là như vậy. Ha, gạt ai được. Đó thì cái quan trọng cuối cùng, sau này con cái mình nó nhìn theo, nó làm. Mà cái cũng cái duyên cái phận, mình ra ngoài mình cũng chẳng bị ai mà thù ghét, cũng chẳng bị ai mà coi như rằng là họ nhẫn tâm, họ làm quá đáng. Giống như hai anh giang hồ kia cũng vậy, nói chuyện xong vui vẻ, họ hiểu thôi. Mình đâu nhất thiết là lúc nào mình cũng phải hùng phùng mang trận má dữ dằn không. Ưu tiên là nói chuyện lý lẽ, có đầu có đuôi trước. Vậy thì các bạn thấy đó, tôi xử lý trong tình huống đó nha, êm thấm. Đó. Thì cái mà gọi là đầu óc của mình, mình dùng để mình nghĩ ra kế hoạch, mình dùng mình để nghĩ ra những cái tình huống mình phải xử lý, chứ không phải đầu óc để mà mình nghĩ ra cái mánh, cái mung, cái lương lẹo. Đó. Thì những đứa đó tôi chỉ nói rằng đâu, đi lừa đảo người ta hay đi làm gì đó, cái số tiền nó có không bao giờ nó giữ được. Còn nếu mà nó có tiền thì tôi dám bảo đảm các bạn, đi đêm có ngày gặp ma. Vạn thịnh phát vô tủ. Mấy ông mà bây giờ làm an làm ác mấy chục năm vô tủ. Trời kêu ai nấy dạ, tôi hết phước là bị bắt. Cho nên bớt những thằng nào mà ngồi trước mặt tôi mở miệng ra ha, nói chuyện ở tao giàu và cách này đều game, im cái mồm mày đi. Tao chỉ cần biết rằng là tới ngày nào mà mày còn nhắm mắt, con cái mày nó vẫn học hành đàng hoàng, nó vẫn tử tế, nó vẫn giúp người. Chứ còn cả nhà mày, cả dòng họ nhà mày đều là dân lừa đảo đó, đều là ra ngoài là bóc lột, đều là ra ngoài hống hách. Từ trên xuống dưới trong nhà mày đều là đi nhậu, đi phong bì, đi rút lót, đi buôn lậu. Thì cái đức mày để cho ai? Đó, im cái mồm đi. Vậy thì nhớ rằng một điều, nói chuyện với tôi né những này ra. Còn bằng không á, vui, không sao. Nóng, nghe chửi ráng chịu. Tại tôi không ngán gì hết. Cô hồn cắt đảng cán bộ nào cũng vậy. Lịch sự được lịch sự, nhưng tới lúc hết lịch sự được rồi à, chửi cho nghe. Cảm ơn các bạn.